quá tại đây. Ba bốn con, có kìa, có kìa. Kìa thấy nó trên đây đâu mập mà. Ồ. Nên đứng bên đó thấy rớt ba bốn con mập mập xong rồi. Nè để đó, con thấy hả? Trời. Nè coi coi. Trời ơi nó đã. Ừ, ăn gì đây hỏi sao cây dừa xúc túi nó nổi. Thiệt là lấy cái bự, cái bự lấy cái dừa. Đưa lên hình ảnh. Trời con này. Đây mà chặt rồi đưa đây, coi cho. Không có gì đâu. Ôi trời ơi. Ngon lắm hả? Ôi ôi. Thứ gì trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mày hỏi ngon không? Ngon dữ luôn. Đâu ngấy luôn á, thầy bộ. Thì biết rồi, mà con nhộng em mà con không được mà. Giống đó, 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 con nó giúp giúp á. Con già hết ngon rồi. Trời ơi. Nó thịnh lên. Nó thịnh lên cả nhà, thịnh lên cái kia đó. Đây cả nhà, đó. Đặt sáng đó, sáng nha cả nhà. Ngoại cho nó ngoại nè. Anh Hùng con chảo dầu đó. Để đun vô là mình lộng nha các bạn. Đó. Vậy là đúng bài luôn á. Dân nghe mình vừa mà. Thầy chú ăn này nè. Hạt sắc sinh ha. Đúng rồi, thì chiều ăn gì không? Tại thấy gì? Rồi rồi để chiều lại cho nên mình chiên bột gì đi ha. Để mình dứt rồi. À, trái nước người hầm rồi. Cái này đó hả? Dạ dạ. Quá. Cái này đó. Đây xong một cái món chiên bột nữa nè. À, nhất dễ nhất là cái này. Cái món này không đẳng nào, không đẳng mà món này mới ghê. Nó mới ghê. Món này thấy nó mới dùng gỡ. Không thể mà. Cấp gái. Bẻo luôn. Cái chữa nó cỡ được còn tao dày nè mày không ăn anh ăn cái gì quá chú mình ăn là thấy mê nhất nó có phải luôn vô làm sao chữa nó béo cỡ rồi ra đây cả nhà ơi nghe cái dừa này nghe đuông nó ăn lọc cọc đúng không ăn chết cái dừa luôn này rồi. Giờ chặt thử đi. Có không biết không thấy con đuông hay con gì lọc cọc đó ồ đó nhiều rồi nha nè nó lú đuôi nhiều đâu nè lấy cái ngủ hả cái ngủ hả cái tội ngủ nào ngủ nào em ngủ nào ngủ ngoài xé không xé chưa xé mà kéo giãn không à đó, chặt xong cây này chắc giục cái tay luôn nó không định nè trời ơi con đuông ơ nè hết thòn bự ăn là lọc cọc đóng luôn có kìa út nột luôn rồi mình chặt cho nó hết gốc luôn cái gì chặt nó làm trong mấy bẹ rồi nè bự ghê không cái này là miếng là miếng già 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 ừ coi kìa anh quay qua đây anh rút rồi. Ủa nhiều quá nhà ơi. Hồi quá. Nàng chết chạy thú luôn ta. Đây nè. Lú đầu kìa. Đầu lú đầu kìa. Ừ, chán luôn. Cái gì nào đầy bịch này không rồi? Trời, đầu dữ. Vài chục con tôi trong đó có rồi có một con đó ăn bấy cái dừa luôn xèo xèo đó còn lộc cập thôi không đó xì nước luôn không có cái lỗ đâu có đâu cái lỗ kia kìa Ừ,
Hơi xì luôn. Ủa không? Mạnh tay quá. Xì hết tên rồi. Rồi mở rồi. Mở cái gì tưởng là nó ở trong cây dừa không phải, nó hỏi phải biết là em thử đầu nó rồi. Hết rồi. Cái bẻ nó xem rụng đây nè. Lắp xuống đó là không được. Con giả. Thôi, mới có hai bè được nha, bốn con hả? Ba con. Ăn được không nha, ấu chết luôn. Đặc sản à, kêu bằng đặc sản con nó mà không biết vậy. Con già nó muốn gì nữa, mấy con nằm trong cái kén lại. Ừ, mà nó gần đen rồi, mấy con nằm trong kén lại già không mấy con. Mấy con đen, mấy con đen ăn béo hơn. Bùi hay sao đây hơn mấy con mấy nữa. Vậy cái dừa nào còn chảy nước chảy nôi luôn. Xèo xèo. Chặt cái con này dừa cái tấm luôn. Không có phải không? Sức nữa. Mình nhẹ nhàng hay là sức hồi nãy vậy sức rồi. Ủa nghe làm lọc cọc trong luôn. Cây này bèo nó cũng vài chục con á. Nó còn nghe nó kêu nè. Đó. Nè có hai ba lỗ nè. Nằm trong đây nè, mà dữ lắm nè, cái lỗ này nè. Từ người quyến rũ quá. Không nghe gì luôn ta. Cả hàng để coi. Có kinh nghiệm không? Mình ăn mấy trăm lần rồi. Rượu xuống rồi, ăn cái dừa tiêu luôn, rượu luôn. Mấy con này. Có coi cuốn đó. Con bự chẳng rồi nha. Trời ơi. Nhìn này, con đầu đen nhìn này. Hấp lúc luôn. Cái thối không được hay. Ừ. Ủa đã vậy. Cụ thu quắc chứ. Thối đó người vậy. Cả nó ăn cái dừa hư đó, nó dính vô thân nó thối. Ừ, thối thiệt. Thối thối mùi nó như chứ mùi. Thôi mùi khó hửi luôn. Gỗ hư, gỗ hư á. Chà nó là xì rửa sạch sẽ để cho mấy tấm nắng. Đó. Đây là con đây, đây nè. Lấy cái tàu, cái gì bỏ đây. Để. Cọp, xịu xịu không? Còn lọc cọp là cọp nó ghê. Đó còn con nó gì con. Ừ. Đây còn con á. Còn bành giờ lên con rồi. Trời ơi. Quá đẳng cấp luôn, quá mập địch.
vô viên. À. Uống lâu luôn. Nào. Đưa đây nè. Sát miệng luôn á. Hai một luôn. Nhiều ghê. Bởi thứ gì chịu nổi. Cái dừa này mẹ cúng mấy lần không được. Tự ta chăm lửa đốt nó luôn, ta cúng không được tao giết nó luôn. Cái nhà nước này hồi nữa này. Ngủ. Ai cũng nó cũng nghĩ tao luôn chứ là chi cho cái vậy. Đâu? Lấy cái bẹ ngoài đây, không có ngoài gì gì ngoài tước không? Chị trong đây không giữ. Đã chồng ăn lương dừa không có ăn được củ hủ nữa. Đã ăn lương dừa không có được ăn củ hủ nữa. Củ hủ đó, ăn tiêu được nữa. Thú quắc rồi nữa ăn. Tại vì ăn củ hủ. Tại ăn như này không? Cái dừa này không nào đi. Rớt mấy con rồi nghe. Đâu? Quá rồi đây. Ba con, ba con. Có kìa thấy nó tên đây đâu mập hả? Ồ. Nó đứng bên đó thấy rớt ba con mập mập xong rồi. Nè để đó con không thấy hả? Trời. À coi coi. Trời ơi nó đã. Ừ, ăn gì đây hỏi sao cây dừa sức cứu nó nổi. Từ từ lấy cái miếng cái cơ nó đây nè. Ồ đây nè. Từ từ từ. Lấy cái cục nó ra. Chụp nó nhóc luôn hay mua. Nó đụng nó muốn lên tổng nó nhiều. Ăn con nó cứ nhúc nhúc. Ăn ra từ từ. Hắt bội muốn lăn luôn đi chứ. Đi qua, đi nhanh đi qua, đi qua em cắt thôi. Coi người ta ăn hết rồi, giờ nó ngồi lúc nước nước thì nó cắt. Rồi. Cái xài này mới nhớ tâm nước thuốc ra thái mà anh bảo rằng thái. Nó khó xài. Thì từ đó. Mùi chua ba, mới đưa tổng ăn chua ghê. Nè, con này ăn mới. Xài này ăn ấy rồi, ăn tóc rồi. Thái vậy đó. Chỗ này là mềm. Nè, cầm cho ngoài đánh. Giá này chưa bỏ đi ngang cái này. Chưa. Ta đang làm nó chặt đây nè. Giờ để trong căn rồi chứ ai bỏ vậy? Để đi chị đá. Lụm nhiều đâu 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 rồi đâu rồi. Để ở ngoài kêu bạn gì tình hình nó lần đó nó nói là nó nuôi vụ này. Người ta không cho đó. Mình biết vô nhà hàng nó biết nhiều dễ không? Mấy gì mấy đô ngàn đô đéo quần què ta cũng biết mà nhiều lắm. Đâu. Từ để tao mua. Kìa nó đang ấy cọc 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 trong đó luôn kìa ha. Giật giật. Có con già không? Con già nó được. Đang mà chặt lại tao lấy con già nữa. Nè, nó đậu ra kìa. Từng đụ mẹ chặt lên cắm ngủ thì xong rồi giá. Cũng nghe lộp gộp ha. Ừ. Vậy của tao tới nghỉ mẹ rồi phải đổ thuốc rồi xịt nó hết chai thuốc gầy quậy miếng nước đủ sệt sệt đổ được đó đó con đó đó có nặng được không được trời nhắc đâu đó bé đâu đấy đấy vô lấy cái con bự coi nè cái xô cái này có ngủ đó nó mồi gà cái này nó bươi sao rồi bỏ đầu uống mày béo rồi thằng chó chết đừng mày rồi bỏ đầu ha chặt cái con nó có con có mấy cái trẻ không đó còn đó nó cả sẹo luôn á cả cả cái chặt cái này đó đâu có thì coi thứ coi hết rồi thì từ từ rồi bỏ đi cái đó không có nữa đâu rồi kéo cái đọt ra đi còn dính nữa mày bé mở gì không cái này vô đây nhiều thế mày ủa nó bò kìa không được lấy cái dao nó mới được bây giờ lấy cái dao nhỏ này coi
Nó giờ bà cái dao nhỏ bán được nữa. Ê đi vô cái đi. Con này. Bự. Bự bự bỏ là bự này. Thì không có bự mũ cột con đó luôn rồi. Ginh lên á, ginh lên bỏ vô. Nè. Mở ra. Mở vô bỏ. Không còn. Không rồi, cái cây dừa mới trồng đó ông già ơi. Mở rồi. Đây nè, đây nè, đây nè. Ừ, coi đó, 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 đó. Đây nè, nhóc cái kéo nè. Đó, bà đi đó. Trong đây nhóc à. Lấy đem ngủ ra đây về. Đây, nó ngủ rồi kìa. Có ngủ về mở được rồi tại. Tút ra ngoài, tút ra ngoài kìa. Nè, nhà nó đang to rồi, nó làm gì dập mẹ ba cái này bổ. Nhiều quá. Trời, con nữa đó. Ừ. Ủa, nó con non không? Về lá cạn sống gì luôn hả? Đồ không sống mày. Đông bột chiên mày. Cứ cho sạch. Rửa sạch là được. Cái này bỏ vô cái lấy nước sôi á, vừa vừa thôi trộn. Ông cho xăng lên cái rút cái đít. Rút con thắng. Hai đứa nguyên thắng. Hả? Nó mấy con trắng là không rút. Không rút. Chứ thường thường ong là ăn vậy á. Con ong là phải rút nha. Biết sao ông bên ông con thắng có, bên con thắng có là mập hù lù không á. Tôi thấy con thắng, tôi thấy người ta để luôn vậy đó. Không, mày mày nó ăn kìa. Để tao nước mắm vậy. Lội quá quá trời. Kìa. Quá trời nè, 80. Giữ luôn rồi. Trời, cái này còn cái đống không tao không thấy. Nó rớt kìa, nó mày. Mới rớt á. Trời. Nè. Tao không có rồi, ăn thêm chưa nữa. Được mùa rồi anh Tám ơi. Giữ vàng luôn rồi. Đó vậy bởi vì con cú nó không nổi luôn á. Khoan khoan còn đợi thúc cây ngay chống tám quá trời luôn kìa. Ừ. Mấy con này già đi rồi. Con này già nó bay ra đi. Cũng bắt chứ bắt mà mốt nó già đủ nó ăn mấy cây dừa bay á. Đó đó. Ừ, quá bự trẻ. Đó đó lội ra đó. Chén gì thiệt? Đâu thành cái mẹ tôi coi kìa. Làm thế đây con. Trời ơi con nè, cái này. Bắt con ơi con nè, trời ơi. Bỏ miệng nhai luôn. Mẹ mày ăn đi. Trời ơi, tao thấy tan quậy. Thôi thôi. Trời ơi. Đâu có nó vậy. Ừ, con đó đó. Con nó được á. Mày chết hay gì á? Chết là chết. Con nào chết mày? Không có chết. Tại nó vậy. Chặt rồi, nó cắn rồi nấy chứ nó dập rồi thôi chứ. Trời ơi, nút luôn bây giờ. Nó cầm nó này đá tay. Ủa cái này đâu? Nó không có đâu Phục à? Nó rớt cái gì rồi? Đi rớt á. Nó bay à? Nghĩ ra. Cánh. Bay gì cái bẻ này quá nhiều hỏi các bạn. Trọng ra. Cho bên đây có là con mứt mượt không này nè. Cái này là gì ta? Dồi hả? Ừ. Dồi hả? Con non gì đó. Dồi nó mà. Chứ không phải con non đâu nha. Nó đẻ, đầu đẻ. Thì ba con này là đẻ nè, ba con nhộng này nè, nó đẻ ra đó. Đẻ thì nó không già. Thì như là... Nè. Chặt nhẹ tao thôi. Đứng lại đọt các em, đứng lại đọt các em. Nè. Nó không nhận công phu nó làm gì đâu, chưa đâu nó chưa. Em đó. Nè nè. Quá trời luôn. Ừ. Mẹ này dữ lắm nè, nè. Con có còn hai con nào con nói mập phù lù trắng tươi hả? Thắng ăn cái này. Cái đó tôi trẻ càng ăn anh Tám còn cái đó. Có gì cũng không được đâu. Nói nha. Trời ơi, chết rồi, biết mấy nữa. Mày rồi.
cái đậu luôn quẹ. Đúng mánh luôn rồi. Má còn cái ọc ọc này. Xuống dưới luôn, nó tới cái góc luôn á Thắng. Nhìn chú trẻ này bữa nè. Mày vậy? Ê lấy cái vô lấy cái sứa ổng đi. Cái sứa ổng cắt. Cắt nhẹ luôn. Sứa ngoài lục nhát. Bắt con sứa. Thằng chạy gì lấy cái sứa vậy? Nó chứ mày dễ cái dao đó. Thiệt không có trẻ cả. Ủa mấy giờ mẹ? Nè 1:30. Thôi xíu. Đi làm mà quên luôn. Không có này đó không ta? Mình đang ngồi. Ừ. Này. Cảnh cảnh chút xíu em. Có em lấy xa đang em lấy cho toàn diện luôn này chứ. Thì nó lâu rồi cái xa cái gần. Cho mọi người thấy cái cảnh. Ăn chưa đó? Hả? Ăn lần nào chưa? Không có ăn nhưng mà cái đài tình hình nó quay lên coi đó. Cái này giờ người ta. Trời ơi, chồng thiệt chứ. Bây giờ người ta không cho trồng, người ta không cho nuôi, mỗi người ta nuôi giờ đâu có cho. Nuôi biết sao nó sinh sản rồi nó phá. Nuôi vậy tại sao? Chứ nó bán nhà hàng luôn. Mấy cái tay của nó nha, giật kiểu nó vô nó ăn cái mày. Lát nữa. Kén cái đó nè. Dạ, cầm tao đây nó lầu câu cái dương mà tiếng dịch trống á. Vậy vậy. Mối. Anh lấy cái dao anh chặt cho anh Tám anh đang môi hồi chắc chiều anh giục cái ngón tay không à. Chưa từ cái đi nè. Trời ơi, nó chạy cái con bự chẻ nó rồi. Ông không gỡ cái này mà ông lo môi cái đó từ từ chặt đó. Đó. Nghe luôn cái này. Gà rút cho nó ăn nè. Nó ăn sống luôn. Mày đưa là tao ăn đủ thứ gớm. Coi 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 cận cảnh cái con này nè. Trời trời. Đâu không ấy. Con nè. Trời ơi. Ui dù sao nó quấn được mày hay ta. Ừ. Con cứ qua năm tháng nữa cái nó ăn cái non là bởi nó mập thù lưu ha. Rồi cái đây hết. Đủ chi mà bỏ ra đây. Chưa ăn anh bên đó em thấy còn nhiều á. Cửa ổn quá mày. Bộ không bà cái đó mới gì không? Cụ hút vừa không đó. Ừ. Cái nào rớt nó chảy nước ra mình ủ mình húp. Cái còn nó cứ ủ hoài. Ủa khó bỏ. Xịt sữa kìa, xịt sữa kìa. Này. Thấy không? Thấy con hơi mở không? Vô. Ừ. Ừ. Chết rồi. Ê, điện thoại ra dùng nhé. Giờ kêu. Dự coi cái mặt vừa sợ. Hay rồi. Cái gì cái gì đó? À, cái gì vậy? Đông đông vậy đó. Bấm 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 gì vậy? Luôn nha ông Lùng. Luôn. Dạ 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 mới bắt làm đi ra chuẩn bị đi làm rồi chịu chịu không? Cái này là còn không làm nè, hai ba cái này con này nè. Không rồi. Dạ tao mấy cái bẻ có nè. Cắn này là vừa. Ừ, đúng. Cái này rồi, cái này rồi, cái này rồi. Cái này rồi, cái này rồi. Nè. Bẻ dưới vậy, coi dưới góc rồi. Nó nằm ở trong cái chút kính đó. Cắn rồi, cắn gái. Gái cắn rồi, gái. Thôi. Ừ, cắn gần nhà thấy cả nhà thấy coi. Rồi. Cái hồi vừa ăn thử. Rửa sạch xong rồi mình rửa sạch rồi không có làm vậy nên là cắn luôn. 16 vì 16 chín luôn nha. Quay trở lại. Ê, mày giặt gì nè Nam? Nè.
bữa nay bụi này hết rồi mà cãi không ở dưới đó, cái còn hai chữ ở đây rồi. Mấy cái đó là đang sống luôn. Không, rửa thì mình rửa sạch rồi ngâm nước, ngâm nước mắm. Hết rồi. Thấy rồi, mình hết rồi. Ê, con kìa, con nghe tay mình trái luôn á. Xíu kìa nè, đây nè. Ủa kìa bây. Nè, nước coi, chắc nó kìa. Mày gặp như tao hồi nãy anh Nam. Gặp cái bẻ anh Nam. Nằm bể lưng á. Gặp đứt luôn vậy. Ừ. Mấy con này nhỏ xíu rồi. Dài ba con nghe các bạn. Chặt cái đó nó có là đứt ruộng ngọt á. Chặt cái bẻ nó nằm chặt nó không á. Giặt nó không? Ừ giặt giặt nó không á, giặt nó không á. Chặt vậy nó ừ không rưỡi nằm vậy đó. Có nữa lòi nha. Thôi. Xíu nữa. Ồ. Luôn. Mày bắt nhiều đó cho nó phá sản nhiều lắm. Hết rồi mày. Cứ mua đi mua lại kiếm hoài. Chắc để cứng nó rồi hết quá ha sao. Cuốn của nó nè. Trời. Đây con này có không kìa. Rồi, cô rồi. Bắt vào qua cho mẹ con quay cận cảnh coi. Cả. Cắt cái này ra luôn đi. Gỉ ra. Buông ra mình gỉ. Ồ, oh, đây cả nhà ơi, con này cả nhà. Trời ơi, như đây mà nó khá biết bao nhiêu cây dừa thôi. Con này có nhát này. Bình đây. Bằng này, bằng này thôi, đẹp của mình chứ. Nghe coi, nghe coi đắng. Còn. Còn. Con này chết. Chào lão chết. Ừ. Quay chết gà đưa cái lưng chứ xem. Chúng mình cận cảnh em lấy cái thiệt là lấy cái bự, cái bự lấy cái dừa. Đưa lên hình ảnh. À, con này. Đây mà chặt rồi đưa đây, coi nha. Trời ơi. Ngồi xong luôn. Tao hẹp luôn hả? Con đó. Nó ăn chặt chặt đó, nó đâu rồi. Đâu rồi. Chặt nó từ từ. Nè, xì nước coi kìa. Nè, nó cái lỗ nè, xì nước coi nè. Chưa, chặt kìa. Nó cứng ngắt luôn. Bây giờ này. Thôi quá nè, nãy mới rồi, nó chết rồi. Khủng mẹ, con này mới chết. Vô tắm làm á. Vợ chị ba có đâu không bà? Ừ. Chị ba đi xem hả? Con gái đi vô tổng lấy cái gỗ rồi kìa. Ừ không đi nữa mà. Hả? Hết sợ rồi. Thấy cái gỗ rồi kìa, cái gì tổng cho hai đứa lấy cái gỗ nhỏ kìa. Cái gỗ nhỏ để vô cho nó thấy đẹp rồi cái bột kìa. Trời ơi, cái thao mẹ lấy cái thao luôn. Cái thao cái gỗ được nữa. Lấy cái thao nhỏ này. Cái thao mà nhắm. Giơ cái nhỏ cái. Con gái ghê, con gái không sợ luôn bay. Có đâu sợ. Trời ơi, con nào lấy kìa. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Trời ơi, nó nát vô cái cái bạch kìa. Ở nó nâu luôn á. Ừ. Này có mấy cái. Để vô miệng cái coi, để vô miệng. Thôi. Để lên. Đó, đúng rồi. Đó. Nè nè, để đó. Đó nhảy vô miệng. Cái con đó mới đã đó con đó nè. Đây được coi coi. Con nó mới uống mềm á. Ôi. Đóng cửa lại đi đi. Chị vô vườn trồng hay gì? Nhớ tay coi chừng tao 1 tháng. Giật dưới đây nè. Giật dưới đây nè. Trời đây xịt cứt. Đụng mày. Ủa con này nhỏ mà. Á à, có bụi đâu. Mà chặt ngay cái đầu mà nó nhỏ. Nè mẹ. Để vô hả? Ừ, con này mướt mượt đây nè. Bỏ hết vô gỗ cho mẹ quay nha. Điếm rồi, điếm trước rồi. Thôi có mấy con cứng ngắt rồi ta. Thôi con già nó cứng sao? Đỡ cái gỗ xuống cầm chi. Mập bay qua gì kìa. Chứ ai? Mập sen mập. Chở ai nữa? Ủa quá. Cũng xuống luôn hả nó. Tính tính cho xe người ta qua các bạn. Chiến. Anh ginh cái anh. Đặt xe anh kia ơi. Đúng hả? Đã. Này vậy là chắc nước mắm ăn luôn à. Dạ, sống thôi con ơi. Để mà rửa sạch đi, rồi dứt luôn, cái làm gì? Vậy chiến. Ôi trời mày. Ơi, ghê quá mày. Trời ơi, vô ngâm miếng ấy đi. Ngâm nước mắm là quất à. Thiệt luôn bộ. Chiên vậy, số 1 luôn á. Chiên bộ ăn không ngon. Ăn mấy cái con non á thì ăn được chứ mấy con già chiên. Trời ơi, vậy mày. Chiên mày dám ăn sống được này, vẫn ăn sống. Cái kia mày dám ăn đâu coi không? Chỉ nút nút rồi nhả cho tao ăn. Đâu có ai qua tới đi.
rớt con rồi kìa. Nhỏ rồi. Mấy con. Gặp lấy mặt lấy gỗ luôn. Đó nữa không? Trời. Dẫn lên chơi à. Hôm nay xong sớm mà nay mới xong á. Có gọi không? Không? Có. Gì? Từ từ. Đâu rớt con hay vậy? Để chứ hả? Ừ. Dạ. Để xếp vô người kìa, để xếp vô người. À. À. Còn mấy gà treo quá vậy đó. Còn nó dạ. còn hai con rồi, con cơ cửa rồi, con phía chưa. Gà má lại hả? Dạ. Má lại đó được chưa? Được rồi, bế được cửa rồi, giờ nó ngủ rồi. Nhắc cái vừa mẹ luôn. Đó ghê quá. Đúng rồi. À, chè vậy đó, ớn ngay. Trời ơi, coi kìa, khoan cho em coi kìa. Hai ba con luôn nè. Đem gỗ cái ơi. Coi nè. Cái bừng sẵn đó. Rồi coi nè. Ôi nước ở trong kìa. Thôi bữa cho gà ăn thôi hết tối rồi. Trời hỏi. Trời ơi, miếng người vô nhà hàng. Ông vô nhà hàng nói gì đó. Bạn tôi nó hỏi ăn cho gà không đem xuống rồi thiệt không? Ừ. Nghe đây nè, đây con này, đây con lù nè. Đó đó. Đó. Mà gà ăn chỉ con hai con chứ đâu có nhiều. Rồi. Nhiều của đâu ăn đủ. Kiếm rồi. Đâu có đâu dễ kiếm đâu. Đúng rồi. Đó nó lù đó. Hai ba con luôn. Vô nó ăn toàn đồ bổ không? Ừ. Cũng hút dừa mà đâu có gì tệ. Cũng hút dừa mà thầy ăn, thầy mà nó ăn luôn. À, cưng quá. Cưng không nổi rồi. Nhiều đầy quá chứ để nó làm banh hay sát ở đây luôn. Một con nó già nó. À, cưng thiệt chứ bộ. Sẵn sàng biết nhiều. Hết nó rồi. Ủa nó như nó thành con gì ta? Thì con này nè là con già biết không nè. Sau này nó thành con gì nè. Vậy, cái này giờ rửa là lụm luôn à. Thì sau này nó thành vậy nè biết không? Là nó bay đi biết không? Nè, vậy ngắt đầu nè. Quay ăn này thôi. Ăn có gì đâu. Ôi trời ơi. Ngon ăn hả? Ôi ôi. Cái gì trời em? Trời ơi. Mày hỏi ngon không? Ngon dữ dữ lắm. Đâu ngấy luôn á, hiểu không? Thì biết rồi, mà con nhộng em mà còn không được mà. Nó giống đó, tình đó, còn nó nó bò lắm. Con già hết ngon rồi. Trời ơi, nó béo, ngộ rồi. Sữa không à. Dĩ năng qua con hủ dừa có dừa đâu. Cũng giống như mà con trứng vịt lộn nó nằm ở trống, ăn không có gì đâu vớt. Mày ngầm đứng báo thấm vô cá, trời ơi. Bò lên kìa, bò lên kìa. Kìa, ổ nó bự. Đâu, được nè, anh Tám ngắt đầu làm con đi. Thôi, nào giờ không được. Nó không quen nè, không được. Anh Chiến hả, xử liền thấy không? Dạ, giờ tao không kêu, giờ tao không coi có thử làm gì, làm mò gì kia kìa. Mẹ ơi. Mẹ bắt Nam đi đâu. Cái phần đó chắc hết luôn hay thân. Cái từ đó ngàn vô á. Cái này là con nó hả, gì nó nhít nè. Nè. Con này con gì á, sâu quá gì á. Không phải, nó nhắc là đâu phải con đó. Chứ mà làm từ từ á. Chặt vẽ này, chẻ này cái. Từ từ á, giặt cho từ từ chứ từ vô. Rồi đây nè ông ơi, nè. Nè nè, qua đây coi quẹ, nó lú lên nè. Con nó mập. Hàng cái hang cái cho nó thấy cái đít nữa kìa. Đem củ hủ dừa này vô luôn, mà ăn hết luôn, lấy củ hủ dừa này xào ăn tiếp. Ủa, có nước ngọt. Ủa, ăn hết được rồi. Nó nhít cái đít ra lên. Sơ thôi, cứng rồi. Sơ. Đó, nó chợt đậu lên. Rồi. Mọi người thấy có việc đi. Ừ, con đó hồi đầu á, hồi đầu mình ít ha. Ừ, mẹ năng chưa đứt nữa hả? Trời ơi, nó xuống dưới luôn cái thắng, tay con cái thắng thấy không? Ừ, ngon nữa, rớt cái rớt đó kìa. Cái này ngon con gà đây nè. Đã đời. Ê, các con thấy không? Gà thiếu gì? Còn quá là chạy cái giường. Đấy. Xả hả? Xả mình cái đống luôn. Đây có không? Có đó. Anh lại có mấy bụi mấy bên kia đó. Nhỏ đi Tám, nhỏ tôi nói cho. Anh Chiến mới xử con tại chỗ rồi đó. Trời ơi, nè. Ngắt đầu anh lụm luôn à. Anh ngắt đầu anh lụm tại chỗ rồi đó. Nè, mấy con này ngắt đầu ăn bình thường có gì đâu. Mẹ ăn đi. Thấy người ta ăn chứ tôi đâu ăn. Không được mày. Con nhộng ông ai qua không được. Hồi nào giờ không ăn đâu ăn được. Rửa sạch rồi bị dứt lá. Được. Chuyện nữa à. Rồi. Chạy mẹ nó đi. Sao?
sao mấy cái đó không sao, mấy con nó mập. Tụi nghiệp phá vô banh cây dừa luôn tụi nghiệp. Mày thấy cây dừa của ta không? Tao cứu nó cỡ đó mà nó ăn vậy đó. Cứu cỡ vậy. Cứu cỡ đó luôn, giết đốt cây dừa luôn mà. Chắc vậy luôn đó. Cơm được cái lỗi gà nè. Quá sâu rồi. Đó kìa. Nôn mượt. Trời ơi, thôi nó nhắc một cái lụm. Ờ, từ từ, để đi. Ngồi bự ký không? Hả? Ôi. Chắc cỡ ký 2, ký 3, nếu nó mập chứ không, ký 3 là ký. Đưa vào bén nè cái này. À, chè giờ đó thì ghê. Dạ, đẹp lắm. Mua mấy ngày nhập gì đó, đủ không ăn nổi. Giờ nó đổ ra đâm. Còn bốn gà đó nó ướp 2 con, còn 2 con nhông nhông tơ, nhông nhông ở ngoài nữa là xong rồi đó. Năm con với năm gà tống là xong, không còn gà tre đâu. Đổ nồi đó, đổ nồi. Trồng thời gian đổ được không? Đâu năm hay năm, hai năm sau đổ chứ mày, chứ bây giờ đâu đổ. Chứ bây giờ có gà thì tao không, tao gửi có gà máy mới nó đưa gà máy tao gửi chẳng. Ông tính tiêu diệt thì anh gửi. Không gì để tao. Ông tiêu diệt mà tại anh Chiến ông đưa con chứ không ông đã không gà ông bắt gà máy mặn hết trơn nữa mà còn nữa. Mà. Không, đã đất ông nuôi không được nữa, nuôi giờ này nổi ra nó chết bảy bả tên rồi. Nuôi quá nhiều quá lâu rồi, ngưng rồi. Ngưng. Thì ông không kỹ, ông ấy mà. Nhà máy mua 50 triệu con nhà máy đó. Chứ phải tàu lao đâu. Nhà máy bắt sao á. Dạ kẻ đứt hết vậy chứ dạ chứ nó phải. Thử coi nó có không. Hết luôn. Nhiều ghê. Đi dọn rồi vô cái đi con. Dạ. Đó. Ủa sao giờ tới đây nhỏ xíu hả? Ừ, còn nhỏ. Ủa, ngồi chạy ngoài bắt đi coi hả? Rồi rồi. Đây cứ tay quá chứ. Ừ. Đó chẳng còn quá trời. Nhỏ nhỏ không? Quá trời luôn. Ồ, còn cái đống luôn cả nhà. Ồ, trúng ngay cổ luôn rồi. Nè. Nói cái vừa nhỏ vậy mà bộn. Rồi chắc hết rồi cả nhà. Mấy chục con luôn. Rồi xịt. Chưa hên. Bộ ngoài con, bộ ngoài con. Mấy trăm gram luôn á. Con con. Có chút chút hả? Đây hết bự hả? Có cho hên xui chứ mà đây. Đây nè. Đá cho cái gỗ đó. Thằng nó lấy đồ xong lấy bình thịt vô ta. Mới mua về nó chưa cảm nhận được của nó. Em cũng vừa tính nói vậy đó. Thì nó qua ông Tám hay gì vậy? Rồi kết thúc. Đi vô làm món cho cả nhà xem. Rồi cả nhà được như đó cả nhà ơi. Giờ đi vô làm món rồi quay tiếp cho cả nhà xem. Đây được, được còn hai cây. Gửi, gửi sau này gửi lên hai. Gửi ơi. Đổ đây, lấy đây. Gửi theo cái. Lấy cái tàu muối á. Ồ vô cái nè. Lấy cái tàu làm tàu muối rồi lên này.
mấy chục con luôn. Giờ bắt đầu chế biến. Rồi làm giờ làm gì? Chiên á, đang bột chiên. Quẩy bột đi, cái chiên gì đó. Đúng rồi. Để vô cho nó tự nó bơi. Ừ. Ngắt đầu ngắt cổ vô. Ta nghĩ sạch rồi chứ. Cái này chiên ngắt đầu ngắt cổ vô. Ờ đúng rồi. Ừ. Yeah. Nó sao? Trời, nó ngon kỳ luôn chứ. Tại thôi. Léo tới ngậy luôn. Đây cả nhà nước muối nè. Bỏ vô nước muối ngâm. Ngâm xong rồi con nào mấy con non lấy ăn sống, mấy con già thì bỏ vô lăn bột chiên. Ừ, chắc ăn gì đâu, qua cái đun dừa không? Ô, ba cái đun hũ dừa. Rồi bỏ hết vô đây luôn hả gì? Rồi, đổ vô. Đổ đây cái đi, rửa sạch lại cái nữa. Nè giờ em ăn muối vậy cái này em lấy mấy cái con non cho anh ha. Con này nè. Con trắng á. Thấy đó ăn nụ thứ nào tôi nổi ăn gì hai con đụng tất cả luôn. Bây giờ anh lấy giùm cái. Làm món luôn vừa. Đặc sản này nha cả nhà. Đây là đặc sản này nha cả nhà, khó kiếm lắm đó. Nó hại cây dừa chết đó. Rồi mình pha miếng nước vô được, nó mặn ăn không nổi đâu. À nước mắm đồng. Cho cho miếng nước vô được. Nước kìa kìa, nước kìa kìa. À nước nhỏ được, nước được rồi. Trời ơi, đây. Để đun vô là mình lộng nha các bạn. Đó, đấy. Đây là đúng bài luôn á. Nhân nga mình vườn mà. Thầy chú ăn này nè. Chú. Hạt sát sinh ha. Đúng rồi, thầy chú ăn gì không? Tại thế này. Rồi rồi để chiều lại cho nên chiên bột gì đi ha. Để mình dứt rồi. À, cái đó như người hồng rồi. Đúng này đó hả? Dạ dạ. Anh bỏ đồ niêm vô cái đó, hồi nãy em bỏ nhiều không anh? Nếu tại cái quên, nãy em có bỏ không miếng này. Bột chiên đun dừa nha cả nhà. Đây là món thứ hai nha cả nhà. Nãy là đun dừa về loại nước mắm hả? Bây giờ là đun dừa loại bột. Mm-hmm.
giá mặn này, chiên chân giá mặn. Ăn thử cho biết hay chứ. Trời chiên không có đâu, thấy bột rồi đó, béo. Thì bánh con sùng vậy đó. Nó lộn thịnh lên, nó thịnh lên cả nhà, thịnh lên cái kia đó. Đây cả nhà, đó, đặc sản đó, sáng nha cả nhà. Ngoại cho nó ngoại nè. Anh Hùng trong chảo dầu đó. Lấy một cách nặng nó bị ấy ra trơn nè, ăn nước bọt nhai luôn cái răng luôn, không có bỏ gì hết, nhai luôn, nhai luôn, thật mà, à, cả nhà, nhai luôn, cái đó là đường vừa lúc nút là thấy, chứ anh thấy mang đồ Tân Phước nó bỏ vô, mày mình cái, vô, làm con bún rồi đây. Dạ không, em bụt mấy cây nữa xong rồi, cuối cùng bụt mấy cây nữa xong rồi. Mời làm anh coi, mời ăn cho anh em nó lên đài tivi á. Hôm nay anh mời té ghế nha, mới thua lên. Miếng rớt miếng tổ lên này, nó mới đúng bài. Miếng rớt lên này. Đúng rồi, nay anh mời té ghế. Ăn thấy kiểu hấp dẫn quá. Đây xong một cái món chiên bột nữa nè. Đó, nhất dễ nhất là cái này. Cái món này không đẳng nào, không đẳng mà món này mới ghê. Nó mới ghê. Món này thấy nó mới dùng cơ. Không thể mà. Tập gái. Bẻo ăn lắm. Tại anh sợ. Không. Đang ngồi nghe đụi nó quay, nó quay liếc là đấy. Bây giờ anh đang thử cho đây. Tu nó không có bậy đâu thật sự. Tao không biết rồi mà. Sao không ăn được lắm? Không. Nào giờ. Nè, giờ cái chi thứ ơi. Nó chơi hột gà còn không ăn được. Hột gà không ăn luôn hả? Gà thấm. Dết nghe. Béo không? Không có gì đâu. Tại không dám ăn thôi. Béo phải hơn mà đủ ông không ăn ông. Ừ, con chiên thì ăn bình thường thôi. Chiên thì đó sao phải ăn. Có cái đợt con chiên cho chú ăn là con để không có làm bột. Mà em để nguyên vậy đó. Bây giờ để giống như con trong nước mắm vậy đó, cái chiên à.
anh điện thì phải gán đâu có bữa sau là em điện liền luôn á, là một chục ký cái tê thì em nói anh muốn lấy bao nhiêu cũng có, tự như anh muốn lấy ít thì em vẫn giao cho anh ít, tại vì chỗ anh sư huynh của em giới thiệu. Nhưng mà con này nó bự rồi, đã đợi cái không biết mà nói phải 5 phút gọi lại. Ô mẹ tao lao cái gì chửi anh chập rồi đang xây gỗ nhà luôn béo rồi. Ăn cái món chiên, ăn cái con chiên này bộ đắt hơn cái con kia, cái con kia có mình chú huynh là làm được. Ăn mà cái nhà ăn nhìn yếu chứ không phải là chơi chứ không phải. Không mạnh hay không mạnh chứ không phải. Con đen này. Con bự này sữa dữ lắm rồi. Bự. Sữa ghê đó, quất hai con bự rồi. Đây nè cả nhà, mấy con đen có cái đầu đen luôn thấy không? Ăn tám làm tám. Ồ, nó hả? Ừ, đại nạn hả? Ăn luôn đi, ăn quay cho anh em đồ coi cái trời. Uống cái gì là làm tức miếng đi. Nè tao mày uống cái đi mấy ăn, uống xong ăn xong nó tanh quá. Rồi. Sao không ăn luôn hả? Ừ, đủ chén què vô bóc mẹ ăn thứ quỷ này gấp. Đó. Để các bạn. Cái món này cũng có đắt ha, cũng đắt ạ. À. Món này ăn được mà cái món thôi ổn, tại mấy người nhát không dám ăn sống. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Tại em nghĩ rồi em không ăn, em không ăn, nhưng mà em nghĩ nó tanh hôi gì đâu phải không? Tại nó đâu có máu me gì đâu, đâu phải như con cá con gì đâu. Mà. Thấy bỡ. Nháy luôn. Cực kỳ luôn hả? Cắn cái đầu chưa. Cha chỉ dám ăn món chiên thôi nghe cả nhà. Y mà sữa cỡ được, cái sữa nó cỡ được còn tơ. Dày nè, mày không ăn. Anh ăn cái gì? Có chú Quỳnh ăn là thấy mê nhất. Rất phải luôn. Vô làm sao? Chữa nó béo cỡ người cái trời. Thật mà, ngon. Ăn ghê. Béo. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay tiếp tục bắt vịt đám giỗ nha cả nhà. Và vịt chim này hôm đó đám giỗ trước mần hết mấy con, giờ còn mấy con. Cái này bắt hết mần luôn. Tiếp tục đám giỗ. Hàng tháng rồi. Cái ra cho nó quẹo vô cái kìa mới được. Út bước xuống đây cậu. Nó không đi mà. Nó sáo ra đầu đi. Thấy chưa? Bay như chim rồi, khó ăn. Không đi thôi. Cái lượng ra đây không, nó không lại đó. Cái đâu có quen lại đó. Ngồi đó. Biết số phận nó về đâu rồi. Có đường bánh qua được không? Đường bánh có lỗ kìa. Đây qua bánh. Rồi ông hai kêu cà phụ đúng tiêu tại. Nó vô đó mà. Rốt cuộc cũng là bà ốm bắt được hả? Thấy ghét rồi. Đó, dở
bên kia ăn, qua bên kia ăn, qua bên kia ăn. Đó, nó dặn qua đó. Dịch nhà đó mà nuôi bắt còn có đó đó, mệt thiệt. Vậy mà mấy thằng ăn tạm nó hay dữ vậy. Mấy thằng tạm có thuốc sao miên. Ê, có con nằm ngay đó bắt rồi hả anh? Rồi, rồi. Còn hai con loại này với bờ, con loại bên kia nè. Con vịt tống nó bự mập phù luôn. Anh đâu anh bắt làm sao anh thi thân anh bắt được con hả chồng? Rồi tới tắn vô trong đây bắt mẹ đi. Từ từ á. Nhướng cho mai mà nó đứng ngon quá trời luôn, nhướng cho mai. Rồi sao chơi từ từ đi rồi sao anh đi? Ô chồng ơi. Kìa anh dướng đẳng con kìa, anh dướng rồi anh. Rồi trời ơi con bự. Bắt tài khó ăn quá. Hai con nữa đâu? Nó bay đi qua bên kia rồi. Một con bên đây dùng mít bà đó. Trời đất ơi. Đâu rồi? Kìa đó kìa. Bà nội cha mày. Lượt. Một con bên tao bánh. Ê cái đó đúng rồi mày. Mày hết chứ đi chị. Ba đút mày bị chửi nó vậy. Ốc 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 ốc. Mày đứng đó mày hùi nó lại luôn đó. Hùi nội coi cái hùi. Con hùi sao nó bay sao? Anh tớ thì nằm làm tớ đi. Tao lấy cái nước cái cho đổng lên lại đây, để đây nó bay à. Kìa. Tụi bay dở quá thấy tao chưa? Kìa. Đi vòng qua đây. Bỏ con bỏ nhà đi luôn cả nhà ơi. Đã nói là lúng đó rồi ha. Con vịt con nó động quá như vậy đâu. Nó bay như đi bay như mà mấy con kia. Mấy hổng tao có bay mấy mày nói bay mà nó bay. Hồi sáng ông mới, hồi sáng ông mới nói kìa. Ừ. Nó bay tới trong nhà luôn à. Đây. Con này mới bự nè, con nó bự. Không. Dịch nó quái leo lên tỏi nó dịch nhà con với mẹ ra ngoài đó nó nằm luôn à. Mát thì vậy. Mát đít luôn á. Đó chụp đuôi xong, chụp đuôi. Giống như anh Nam nãy để từ từ anh Nam nhìn anh Nam chụp đuôi nè. Nó lại chụp đuôi nè anh Nam. Đây chị đứng ở đây anh Nam nhìn anh Nam đến chụp đuôi nè. Đó đó. Đưa chúng lên tám chứ. Đó. Rồi, ngã ra xào luôn rồi. Mấy dịch để xề đứt hết tao rồi. Con chứ mệt rồi, con dịch tóc cũng đè đạp dữ lắm. Có đại đi. Thì hay quá thì rồi. Nó mệt rồi. Nó mệt rồi. Hả? Đưa lại em coi coi. Mấy con rồi. 2, 4, 6. 6 con. Con nó núp đâu du lịch đâu hả? Còn con ở bãi nó. Bịt má tao, má má đưa bà luôn đi. Máy. Má để nuôi luôn đi. Thôi nuôi. Má em nhắc hả? Tao hạn thực tiểu hả? Cái giò bà làm má không ơi Út. Tày nè, tới nè, túng đó đó. Trời ơi. Túng đầy nè hơn. Mãi.
Rồi. Vỗ lông lái ra công việc đi. Nó về mạnh dữ lắm. Mấy chừa lên cặp đi nữa bán cho bà Năm.